Rồi, xin kính chào tất cả mọi người nha. Hiện giờ là chúng ta đang thấy trên màn ảnh đây là cái biến tần Scatic 2.4 hệ 24V và một cái ắc quy 100A hệ cũng 24V của mình luôn. Thì đây là cái hệ thống pin năng lượng mặt trời gia đình mình đang sử dụng 48445W Canadian. Mình lắp áp mái không đúng hướng của điện lực. Thì khi trời nắng tốt thì nó có thể tạo ra được 1400W. Còn hiện tại giờ nắng đang yếu nè, chỉ tạo được khoảng 800-900W thôi. Thì như ta biết đó là khiến ta đặt cái góc độ của cái tấm pin mà không đúng thì nó sẽ tạo ra cái lượng điện ít hơn. Tuy nhiên là chúng ta nên cân đong đo đếm, bởi vì nếu mà chúng ta bỏ tiền ra chúng ta làm khung và đúng hướng, thứ nhất là nó sẽ không đẹp nè. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải tốn cái vật liệu đó. Thì thay vì chúng ta tốn vật liệu đó, chúng ta mua thêm một tấm nữa chúng ta đặt áp mái thì hiệu quả nó sẽ cao hơn. Đó là kinh nghiệm của mình. Không nhất thiết là chúng ta phải đặt đúng hướng đâu. Trừ khi chúng ta xây dựng dự án thì chúng ta phải đặt đúng hướng thôi. Còn nếu chúng ta lắp ở gia đình chúng ta nên lắp là áp máy luôn. Rồi, đây là cái hiệu quả sau một tháng sử dụng của mình. Đây là cái đồng hồ là chỉ cái lượng điện mà cả gia đình mình đang sử dụng trong một tháng vừa qua là 239 kg nè, và 127 kg này là mình tiêu thụ từ cái điện lực. Nghĩa là đây là đồng hồ đo điện lực chạy vào biến tần. Đây là cái ngõ ra. Còn ở trên này mình có một cái đồng hồ để đo tấm pin mặt trời nè. Tháng vừa rồi tạo ra được 121 kg. Vì vậy chúng ta có thể thấy nè, tấm pin mặt trời á, là ở Cà Mau thời điểm này là mùa mưa, tháng 8 là mùa mưa, cho nên là nó chỉ có một ngày nắng một ngày mưa, thậm chí là mưa 2-3 ngày liên tục, mà tháng vừa rồi nó vẫn tạo ra được 121 kg, trung bình mỗi một ngày là 4 kg. Đấy, chúng ta thấy không? Còn những cái ngày nắng thì có thể tạo được 106-107, thậm chí là có tháng tới 180 kg, một ngày trung bình là 6 kg. Thì chúng ta thấy là chúng ta hoàn toàn là chủ động được trong vấn đề là điện. Nếu mà cúp điện chúng ta vẫn sử dụng được bình thường. Còn cái anh em mà chúng ta lắp điện bán cho điện nhà nước đó, mình gọi là lắp công tơ 2 chiều bán cho nhà nước đó, khi cúp điện là công tơ đang hoạt động và nguyên cái hệ thống ở trên nóc nhà chúng ta rất là đắt tiền, nhưng mà chúng ta vẫn gì không có điện mình mới dùng. Còn đây đầu tư chỉ hơn 30 triệu cúp điện vô tư, chúng ta sử dụng vô tư luôn. Rồi cái năng lượng mà dư còn lại thì nó sẽ tích trữ vào ắc quy này. Ắc quy này nó sẽ giúp cho cái hệ thống nó ổn định. Ví dụ như đang sử dụng mà trời mưa hoặc là có mây bay ngang đấy, thì cái tấm pin của chúng ta tụt áp, tụt công suất xuống, giảm công suất xuống, thì lúc đó nó lấy từ ắc quy để nó nuôi cái nguồn, đảm bảo được cái nguồn điện ổn định nè. Rồi khi mà sử dụng dư thì nó sẽ nạp vào ắc quy. Buổi tối mình dùng được khoảng 8 đến 9 giờ, thậm chí là tới 10 giờ. Rồi từ đó tới sáng chúng ta mới dùng điện lực. Thì chúng ta có điều kiện thì chúng ta sẽ nâng cấp lên. Ví dụ tới đây mình sẽ nâng cấp lên cái hệ 48V, mình sẽ thanh lý cái ắc quy cũng như là cái biến tần này. Cái biến tần mình mua được 9 tháng, ắc quy mới 3 tháng thôi. Đấy, mình sẽ nâng cấp lên. Thì cái hệ thống này đang chạy rất là bình thường. Nếu anh em nào có nhu cầu mình thanh lý luôn. Thì giá cả như thế nào anh em cứ liên hệ với số Zalo mình để cho màn ảnh đó. Chúng ta sẽ sử dụng cái số đó để liên hệ, mình sẽ báo giá cho. Và nói luôn ở đây là mình đang sử dụng rất là bình thường nha, mình thanh lý chứ không phải là sản phẩm bị hư hỏng gì cả. Sử dụng rất là bình thường, mình có nhu cầu mình nâng cấp lên. Như trước đây mình dùng cái hệ 12V, mình nâng cấp hệ 24V để mình lấy kinh nghiệm thôi. Thì mình đã thanh lý hết toàn bộ những cái linh kiện, rồi tấm pin cũng như là inverter, cục sạc, ắc quy của hệ 12V mình đã thanh lý hết. Thì mình chuyển sang hệ 24 để mình lấy kinh nghiệm. Sau khi sử dụng hệ 24 rồi mình thấy ổn rồi thì mình sẽ nâng cấp lên hệ 48V. Sau đó mình sẽ thanh lý hết tất cả những cái ắc quy cũng như cái biến tần này. Còn tấm pin thì mình không có thanh lý. Tấm pin mình vẫn sử dụng đó. Đấy, chúng ta thấy. Rồi anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại lên màn ảnh nha, mình sẽ báo giá cho. Giờ nắng tốt lên nè, nắng lên được một tí nè, tạo hơn được một kg điện. Là chúng ta sử dụng 25V cả nhà mình sử dụng luôn nha. Cái tấm pin của mình 4 tấm thôi nhưng mà mình sử dụng cả nhà, hai điều hòa, tất cả các thiết bị điện trong gia đình. Giá trưa nắng là sử dụng không hết luôn. Đó, để chúng ta biết với cái biến tần này thì chúng ta sử dụng được như vậy, mức độ như thế. Thì anh em nào mà chúng ta muốn sử dụng để có kinh nghiệm thì mình sẽ để lại cho. Và cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm video, hẹn gặp lại chúng ta những video tiếp theo.